Người ta thường nhắc tới những bộ sưu tập nhà, xe, hàng hiệu đắt đỏ khi nhắc tới giới siêu giàu. Nhưng có một thứ giới siêu giàu đang tìm kiếm kín đáo, đó chính là những căn phòng siêu sang và riêng tư. Cái mà bạn muốn nhắc đến đó chính là Luxury Boutique Office của The Opus, dự án Metropole Thủ Thiêm. Đây là một dự án phức hợp căn hộ và văn phòng hàng đầu Việt Nam tại trung tâm bán đảo Thủ Thiêm. Một địa chỉ lý tưởng để doanh nghiệp của anh chị có thể định danh được vị trí của mình trên bản đồ của trung tâm tài chính mới của Việt Nam. Luxury Boutique Office là một văn phòng hoạt động 24/7, giúp cho anh chị có thể kết nối và làm việc bất kỳ lúc nào với các đối tác nước ngoài. Với dự án Metropole, đặc biệt là tháp The Opus, thì chủ đầu tư dự kiến sẽ hợp tác với công ty DesignCam Moonpark của Hàn Quốc và Avocado của Singapore, sẽ tạo nên một văn phòng chuẩn mực quốc tế hạng sang. Điểm khác biệt lớn nhất của Luxury Boutique Office so với những văn phòng hạng A đó chính là anh chị có thể design không gian làm việc của mình theo phong cách và cá tính riêng. Anh chị có thể đặt những vật phẩm quý hoặc là những đồ trang sức hoặc là những thứ mà anh chị yêu thích, chẳng hạn như là một chiếc áo mà có chữ ký của những ngôi sao quốc tế hoặc là những chai rượu vang đắt đỏ. Khi doanh nghiệp của anh chị là chủ sở hữu của Luxury Boutique Office tại The Opus thì anh chị có thể sử dụng những tiện ích đi kèm như hồ bơi, gym, spa, rất nhiều những tiện ích bên trong tòa nhà. Dự kiến quý tư năm nay sẽ bắt đầu mở bán và hiện tại đang booking với 500 triệu một suất. Thời gian bàn giao văn phòng cho mình đó là vào khoảng cuối năm 2025. Giá rumor là từ 8 đến 9 ngàn đô một mét vuông. Anh chị cần thêm thông tin về căn hộ văn phòng này thì hãy liên hệ ngay cho ban nhé.